điều khiến chúng ta phải suy nghĩ nhất sau buổi gala vừa rồi chính là hình ảnh của bóng đá Việt Nam có lẽ đang mờ nhạt trong lòng người hâm mộ. Tiền đạo Gaston Melo bị chấn thương, cầu thủ Long Vũ của đội tuyển Futsal Việt Nam thay anh lên nhận giải cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Nhưng MC của chương trình thì không biết mặt cả hai người này. Chứng kiến hình ảnh của cầu thủ Gaston Melo sẽ cùng nhận vòng hoa cũng như là cúp thưa quý vị cho cầu thủ nước ngoài xuất sắc của năm, và xin một lần nữa chúc mừng cũng anh. Thật dễ hiểu bởi họ thậm chí còn đọc sai tên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động bóng đá Việt Nam. Đây có lẽ là giây phút bối rối nhất. Hiếm thấy ở đâu mà vị khách mời lên trao giải tự tay nâng cao chiếc cúp. Có lẽ điều này cũng không được người ta chú ý đến nếu như trái bóng không bị rơi ra. Sự cố cũng cho thấy phần nào sự coi trọng của người ta với giải thưởng này. Cho cầu thủ Nguyễn Minh Trí, chúng ta sẽ cùng một lần nữa chúc mừng cho anh. Những vị khách được mời đến, nhiều người thậm chí không biết là mình đang tham dự sự kiện gì. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây và tất cả khán giả đang xem truyền hình trực tiếp của giải bóng đá vàng. Và hiện tại thì trên tay của Trang My đang có những cái phần thưởng của tất cả các nữ về quả bóng của nữ. Thì bây giờ Trang My sẽ không có công bố, mà Trang My sẽ xin phép là đưa lại cho anh Bảo Quân sẽ mở ra và công bố cho tất cả mọi người biết ạ. Và quả bóng vàng Nam Việt Nam năm 2016. Và đoạn kết được chờ đợi nhất của cả buổi tối cũng không diễn ra suôn sẻ. Của đội tuyển Hà Nội TNT. Vậy là rất nhiều gương mặt của ngành giải trí, thậm chí họ còn chưa thuộc được tên những người mà họ được mời để vinh danh. Chúng tôi tự hỏi, nếu là ngày trước, có ai gọi nhầm thành Nguyễn Huỳnh Đức hay là Lê Hồng Sơn hay không? Còn một người thuộc giới nghệ sĩ rất am hiểu về bóng đá thì lại tham gia giải thưởng của bóng vàng theo một cách khác. Đó là ca sĩ Thủy Tiên, vợ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh, người đã từng 3 lần giành giải thưởng này. Ca sĩ Thủy Tiên đã lên Facebook cá nhân của mình thể hiện sự không hài lòng với ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng khi không mời chồng cô, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh tới dự. Trong đoạn viết trên Facebook của Thủy Tiên, hầu hết những gì cô nói ra đều có phần thái quá. Nhưng có một điều không thể chối cãi, đó là những con số thống kê không biết nói dối. Những người tổ chức không biết có suy nghĩ gì khi trên sân khấu còn rất nhiều chỗ trống kia lại không có chỗ cho cầu thủ năm qua ghi 13 bàn cho đội tuyển. Bước chân vào top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia còn đang thi đấu, sánh vai với cả Messi và Ronaldo. Và điều quan trọng nhất là sân khấu giải thưởng quả bóng vàng lại không có chỗ cho cầu thủ nằm trong top 5 được đề cử của giải thưởng này. Khi một giải thưởng duy nhất trong năm để tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ bóng đá lại chỉ cho thấy sự đi xuống về vị thế của bóng đá, thì không bất ngờ khi ta thấy chính những người làm thể thao cũng đang góp tay kéo vị thế ấy đi xuống thêm nữa. Đội tuyển Futsal Việt Nam đầu năm 2016 lần đầu tiên đưa khái niệm tham dự World Cup về với đất nước Việt Nam. Sau đó tại World Cup thì đội tuyển Futsal Việt Nam thậm chí vượt qua vòng bảng, đoạt giải Phong Cách và có một bàn thắng nằm trong top 10 bàn thắng đẹp nhất của World Cup. Tuy nhiên không hiểu sao kỳ tích của Futsal thậm chí đã không được có mặt trong danh sách đề cử 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2016.